mà chúng ta trở về già lọt bài giao ước hôn nhân là một, chúng ta phải biết được bốn mùa của cuộc đời. Bốn mùa của cuộc đời, chúng ta cưới với nhau về chúng ta phải hiểu được bốn mùa của cuộc đời. Chúng ta có xuân hạ thu đông thì mùa nào cũng như thế nấy, nó không khác. Dẫu là chúng ta nói gì, dẫu tôi về già tôi sẽ gì, vẫn sinh con trái. Đây là chúng ta ôm từng rồi thôi. Một chút nữa chúng ta sẽ đọc những câu kia. Vẫn gì sinh con trái. Và tuổi tác, đây là không phải vấn đề. Tuổi tác không phải vấn đề. Tuổi tác là cái, đó là cái sự xảy ra trên đời sống chúng ta thôi. Nhưng mà chúng ta sẽ thấy khi mà vấn đề xảy ra, bởi vì chúng ta có những chuyện xảy ra như thế này, chúng ta có sự sợ hãi. Thấy bây giờ tôi già rồi sợ quá, uống đủ thứ thuốc hết. Ok, nói đi, nói loạn, cay đắng, kiêu căng. Đó là triệu chứng của, không phải của người già, triệu chứng của người không được trưởng thành. Chứ đừng nói ô tôi già tôi có những cái thánh này, hay là các con cháu nói ôi ông bà già, ông bà tôi già rồi mà ông nổi tánh này. Không phải, đó là sự không sinh con trái ở trong Chúa. Dẫu tuổi nào chúng ta không thể chấp nhận điều này được. Vì sao? Vì sự hoạn nạn nhẹ mà chú tâm ở đâu? Ở trên thiên đàng. Đây là cái câu cuối mà chúng ta ôn từng rồi. Sự tin kính cùng sự thỏa lòng là nguồn lợi lớn. Your investment, amen, godliness, contentment là you make yourself great again. Chứ không phải America, amen, great again. Chúng ta được gì? Được nguồn lợi lớn. Make yourself great again bởi vì sự tin kính và sự thỏa lòng. Chúng ta sống không tin kính thì đừng bảo người khác tin kính. Giống như mọi người nói tôi muốn kêu gọi con cái tôi tin Chúa, tôi muốn anh chị tôi tin Chúa, tôi muốn nhà vợ chồng tôi tin Chúa. Nhưng mà chúng ta hỏi thử chính mình có tin kính chưa. Mình tin kính thật sự thì người ta sẽ thấy. Chúng ta không cần phát ra. Tin kính thật sự thì người ta sẽ thấy. Tin kính và sự thỏa lòng trong Chúa thì that's the greatest investment, là cái sự đầu tư lớn nhất trong cuộc đời chúng ta. Hãy đầu tư vào điều đó để chúng ta biết chắc rằng một ngày nào đó người thân của chúng ta sẽ bước vào thờ phượng Đức Chúa Trời, người thân của chúng ta sẽ được báp têm trong nước, và người thân của chúng ta sẽ biết được lẽ thật và họ biết sự sống đời đời. Make yourself great again so other people will be great. Chúng ta hãy thấy nguồn lợi lớn của Đức Chúa Trời. Hôm nay chúng ta bước qua lọc bài cũng tiếp tục. Sứ đồ Phaolô có những điều ông nói lên bởi vì cái sự đồng hành của ông trên Chúa. Khi chúng ta biết rằng khi một cuộc đời mình giao trọn cho Chúa rồi, mình có sự đồng hành với Chúa, thì mình đồng hành với Chúa bằng cách nào? Có 10 điểm hôm nay mà sứ đồ Phaolô muốn khám phá cùng với chúng ta. Có 10 điểm trong cái sự đồng hành của chúng ta đến với Chúa. Trước nhất, sự hoạn nạn nhẹ và tạm của chúng ta sẽ đem lại cho chúng ta vinh vang, cao trọng và vĩnh cửu. Look là gì? Hãy nhìn đi. Nhìn vào gì? Chúng ta nhìn vào gì? Hoạn nạn. Hoạn nạn thì mình sẽ cảm thấy cuộc đời mình sóng gió hoài. Chúng ta thấy bao nhiêu hoạn nạn? Hoạn nạn xảy ra chắc chắn chúng ta đang nhìn. Where are you looking? Chúng ta đang nhìn ở đâu? Chúng ta đang nhìn tin tức gì Việt Nam? Đúng, dĩ nhiên chúng ta phải biết chuyện xảy ra, biết chuyện này chuyện kia xảy ra chắc chắn, nhưng mà không cần phải nhìn nó. Bởi vì nhìn nó chúng ta có một cái quan điểm khác nhau. Nhìn để cảm tạ Chúa hay là nhìn để cuộc sống mình thấy sự khó khăn và khổ sở, sợ hãi và bất an trong cuộc sống. Chúng ta nhìn cảm tạ Chúa. Bởi vì những năm tháng qua có nhiều người sống bất an, nhưng sau cái dịch này, sau luồng dịch này thì chúng ta mới thấy được cái phép lạ rõ rệt hơn. Từ xưa giờ cuộc sống chúng ta thấy là sự hiển nhiên, cái gì cũng bình thường hết. Nhưng mà sau đại dịch này thì chúng ta mới thấy bàn tay của Đức Chúa Trời. Bây giờ chúng ta nhìn điều gì? Chúng ta nhìn sự lo âu thì chúng ta sẽ không thấy nhìn bàn tay của Đức Chúa Trời. Nhưng mà khi chúng ta nhìn thật sự cái sóng gió này là bàn tay của Đức Chúa Trời ở trong đó đó. Thử hỏi, chúng ta có bình an không? Hỏi thật chính mình đi, có bình an không? Không, phải không? Đúng vậy, mình không có bình an. Bởi vì mình đang nhìn gì? Mình đang nhìn sóng gió, mình đang nhìn thế gian, mình đang nhìn vấn đề trong cuộc sống. Thì nếu mà cơn mưa đến thì chúng ta phải bước qua điểm thứ hai là chúng ta focus and see what.
Bởi chúng ta không chú tâm đến những điều thấy được, nhưng chú tâm những điều không thấy được. Vì những điều thấy được chỉ là tạm thời, còn những điều không thấy được là vĩnh cửu. Chúng ta đọc trên tiếng Anh thì chúng ta có thể hiểu được. Tôi để tiếng Anh để có nhiều khi cái ý nó rõ hơn. Cho nên chúng ta focus, chúng ta tâm chú tâm vào gì? Bây giờ hoạn nạn xảy ra, dịch bệnh xảy ra, tất cả những điều xảy ra, chúng ta focus, chúng ta chú tâm về điều gì? Chúng ta chú tâm về cách gì? Ồ, làm sao tôi uống thuốc chữa lành, làm sao tôi chích vaccine như thế nào, làm sao tôi làm điều này, làm cái kia nọ nọ. Nhưng mà chúng ta phải chú tâm những gì unseen, là những gì chúng ta không thấy. Chúng ta nhìn thấy những gì đang thấy. Thường tôi nói quý vị là những gì quý vị đang thấy là ảo đó. Tất cả những bây giờ là ảo đó, không thiệt đâu. Ai thiệt đây không? Rờ thử, nhéo thử coi. Đau. Tất cả con người xác thịt của chúng ta là cái sự ảo tưởng của tâm linh. Bây giờ mình nói mấy người mà sống ở tâm linh đó, mấy người trời cõi trên đó là người đó ảo. Nhưng mà người đó họ nhìn xuống mình là mình đang ảo. Tại mình đang wow chuyện gì đâu đó. Mà thật sự nó không trúng đâu hết trơn á. Bởi vì chúng ta đang nhìn những gì đang trong tai nghe mắt thấy thôi. Nhiều người hăm dọa. Tại vì sao? Lý do là chúng ta, cuộc đời chúng ta chỉ có mấy, có 6.5 inch thôi. Là cái phone, giờ phone 6.5 inch. Cuộc đời của quý vị chỉ có 6.5 inch thôi. Bao nhiêu người hăm dọa, đe dọa chuyện này xảy ra, tiểu bang này vậy vậy vậy. Tôi đi khắp 7-8 tiểu bang quý vị ơi. Mình đi tới đó mình biết cái vấn đề như thế nào. Còn bây giờ tất cả cuộc đời chúng ta chỉ có 6.5 inch thôi. Tôi biết chắc chắn cuộc đời quý vị nhiều phần đông chúng ta chỉ có 6.5 inch thôi. Đi ra rồi biết. Tôi đi qua 8 tiểu bang. Tôi đến nơi này, tôi đến nơi kia, tôi đến nơi nọ. Nó không có 6.5 inch. Nó hoàn toàn sai, khác biệt tất cả những gì 6.5 inch của quý vị đang nói. Tôi nói điều này không phải là tôi giả dối là ồ cứ đi làm đứa cứ tới người này pho đi chuyện kia nào. Chúng ta đi để chúng ta biết sự thật, chứ không phải chúng ta đi để chúng ta thấy điều mà nó đang ô uế của đời. Giống như nhiều người nói ồ dọn qua Texas đi, đau nóng. Nhiều người nói ồ ở Tennessee được lắm. Quý vị biết tôi đi tới Memphis, nó còn tệ hơn LA nữa. Nó tệ hơn LA nữa. Hồi xưa giờ trong đầu tôi Memphis, ồ qua đó nghe country music đã lắm, nhưng mà thật sự qua đó không có country music trơn. Tới Nashville nó cũng giống như LA thế. Tưởng đâu qua đó thấy Elvis Presley. Không thấy. Focus, tập trung những gì chúng ta không thấy, phải không? Bởi vì sao? Đó là điều thứ ba. Phải hiểu, phải hiểu. Đọc tiếp vậy. Vì chúng ta biết rằng nếu nhà tạm ở dưới đất của chúng ta bị hóa hủy, thì chúng ta có nhà vĩnh cửu ở trên trời, bởi Đức Chúa Trời xây dựng chứ không bởi tay con người. Chúng ta thấy nè, tôi nói tính, tôi chỉ buồn quý vị, cái body mignon của quý vị á. Vẫn là đầu dỏm, ok. Nó chỉ được vài năm thôi à. Tôi ra trường high school 1991. Nhiều quý vị biết tôi nhiêu tuổi. Khi sau 10 năm, 20 năm, tôi nhìn lại các bạn mà trong yearbook á, gặp lại high school reunion. Chúng ta đây có học high school reunion đó. Hồi xưa tôi thấy mấy cô mà lúc mà high school là nghiêng thùng đổ nước luôn. Mà bây giờ tôi nhìn lại toàn là thùng phi không hả? Nói bị không mấy biết thùng nào, biết chỉ là thùng lăn thôi chứ còn thùng nghiêng thùng đổ nước nữa. Cái cuộc đời chúng ta nhớ chắc chắn những gì ở trên thế gian này mình đẹp được thời gian thôi. Đừng nhìn điều đó nhiều quá. Chắc các phụ nữ sẽ nói ồ xưa không hiểu đâu, tôi phải mất 2 tiếng đồng hồ lận. Quý vị mất 2 tiếng đồng hồ, tôi mất có 2 giây à. Sáng quẹt một cái là giọt đi liền. Trong khi đó chúng ta mất 2 tiếng đồng hồ. Nó cũng giống nhau à. Quý vị tôi cũng khác gì đâu không. Nói như thế này, chúng ta hãy tập trung những gì nó sẽ còn lại, thay vì chúng ta tập trung cái chuyện này nó phá hủy. Eventually we'll destroy, we'll get destroyed. Da chúng ta sẽ destroy, tóc sẽ rụng. Điểm thứ 5. Thật vậy, chúng ta
thở than trong nhà tạm này và tha thiết ước mong được mặc lấy nhà của chúng ta ở trên trời. Vì được mặc nhà ấy vào, chúng ta sẽ không bị trần trụi. À, chúng ta khoác áo. Bây giờ tất cả cuộc đời chúng ta, con người thân xác này là giống như một cái áo. Đây là cái cuộc đời mình thể xác này giống như cái áo lưới á. Chắc nói là mấy cô hiểu. Cái áo lưới bận vô á, không biết, tôi không biết lý do tại sao bận áo lưới chi. Tại bận áo lưới vô không thấy áo trong à. Nhưng mà chúng ta khoác cái áo ở ngoài ra, nhưng mà cái áo trong á là cái áo nó che chúng ta. Cái áo lưới ở ngoài nó không che được, nó chỉ khoác chơi cho vui cho đẹp thôi, chứ thật sự nó không che được. Cái con người xác thịt này nó chỉ khoác lên, nó làm cho chúng ta cảm thấy confident chút xíu thôi, đẹp chút xíu, thấy tự tin. Nhưng mà rồi chúng ta sao? Từ từ chúng ta sẽ thấy được con người mình sẽ tàn đi, và nó hiện ra con người bên trong của mình. Càng già thì nhiều ta nói ồ bây giờ đẹp lão. Đúng. Lão gì? Đẹp lão có nghĩa là lão làng. Có nghĩa là lão trong nguyên ngữ là elder, là người trưởng thành, chứ không phải lão già. Người trưởng thành. Trưởng thành, con người trưởng thành mình nhận xét được con người bên trong của mình là cái người chính. Thì đó là chúng ta chú tâm, rigor là có nghĩa chúng ta chú tâm hay lưu tâm về nó nhiều hơn, để không điều ngoài nó chi phối của chúng ta. Thật vậy, khi còn ở trong nhà tạm này, chúng ta thở than dưới những gánh nặng. Không phải chúng ta muốn lột bỏ, nhưng muốn được mặc thêm vào, để cho những gì hay chết được nuốt mất bởi sự sống. Khi thấy được cái giá trị của mình thì chúng ta mới thấy quý báu ở bên trong. Thì chúng ta mong mỏi để khỏi ra, để lột ra những gì mà chúng ta mong mỏi để lột ra. Tại khi mà chúng ta lột ra càng sớm thì càng nhẹ nhàng. Tôi thật sự tôi làm việc, tôi thích làm việc tự do. Bởi hồi xưa tôi làm executive cứ bận như này, giống như là một sư vậy đó. Thật sự tôi không thích mấy cái này. Nó nóng. Không phải nóng không, nó làm như nó có gì nó nặng nề á. Nhưng mà thoát cái quần xà lõn ra vô thấy nó nhẹ, nó khỏe phải không? Bữa nào làm việc thử. Ở đây hồi lúc mà Covid á, nhiều người mục sư bận quần xà lõn mà đi giảng á, tại chỉ quay ở trên Zoom thôi, còn khúc dưới là xà lõn. Nó thoải mái, nó nhẹ nhàng. Bởi vì sao? Chúng ta mong mỏi bởi vì chúng ta không muốn nó gánh nặng trong đó. Thì cho nên đừng buồn vì chúng ta mất đi người thân, đừng buồn vì tổ tác chúng ta, mà cũng đừng buồn vì những đại dịch, nó sẽ thanh toán chúng ta. Đừng buồn vì điều đó. Phải nhớ rằng chúng ta càng lột bỏ càng sớm thì càng tốt. Bây giờ nhiều người nói là tôi không muốn, tôi sợ lắm, tôi không muốn lột bỏ. Bởi vì tôi yêu đời, yêu người. Tôi muốn người tìm đến thiên nhiên. Người ta hát vậy thôi, chứ thật sự ra ngoài đứng, tôi thấy nhiều người đi camping, đi ra ngoài á, cũng lấy cái phone. Không biết 5 phút hay 10 phút gì, chừng vài phút là cũng lấy cái phone lên quẹt thôi. Ngồi với nó thiên nhiên đẹp, hùng vĩ nha. Nhưng mà hồi cũng lấy phone ra quẹt. Rồi có những lúc tôi cũng gặp này, ra biển thì có một số người cũng nằm ở ngoài nắng, phơi nắng vậy đó. Tôi mới thấy đi vòng đó, chơi tắm cái họ lên nằm, mỗi người on their TikTok. Chúng ta không recognize được cái chúng ta đang chú tâm về việc nó sẽ đau buồn chúng ta, mà chúng ta phải nghĩ đến là chúng ta mong mỏi để không còn bị nó đè nặng chúng ta được. Con người chúng ta nó có những cái gì nó đè nặng chúng ta, chúng ta phải thoát nó đi, ra khỏi nó đi, để chúng ta có sự nhẹ nhàng. Đức Chúa Trời là Đấng đã chuẩn bị chúng ta cho điều này, và Ngài đã ban Thánh Linh làm bảo chứng cho chúng ta. Khi mà chúng ta chắc chắn chúng ta muốn lột bỏ, bởi vì chúng ta có Đức Thánh Linh. Còn nếu mà chúng ta chưa có Đức Thánh Linh thì đừng mong mỏi lột bỏ. Xin Chúa cho con thời gian nữa. Ok. Xin Chúa cho con vài tháng nữa rồi con báo tem. Xin Chúa cho con thời gian nữa. Bởi vì sao? Chúng ta chưa có ấn chứng của Đức Chúa Trời.
Nếu có ơn chứng của Đức Chúa Trời thì chúng ta càng sớm lột liền, đi liền, con sẵn sàng nhọt liền. Còn nếu mà con chưa cậy vào, depend, dựa vào, nương cậy vào Đức Thánh Linh thì con từ từ chờ. Bởi vì chúng ta chưa đặt trọn niềm tin của chúng ta đến Chúa Giêsu. Ai bảo kê chúng ta? Chúng ta có một đấng 24/24 để bảo kê chúng ta. Nhiều người đang hỉ như thế này, nghĩ là cái bảo kê của mình là mình ăn hiền ở lành, nghĩ là mình sẽ ăn chay. Tôi nói xin lỗi, những cái điều đó là của con người chế ra thôi. Con người chế ra tất cả điều đó. Tìm hiểu đi. Chúng ta làm điều gì cũng phải có sự bảo kê, cái guarantee, cái warranty, chứ không thể tự mình có thể làm được đâu. Có Đức Thánh Linh bảo kê thì chúng ta mong mỏi để thoát khỏi điều này. Còn chưa có thì hãy kêu cầu Ngài. Và điểm thứ 8, vì vậy chúng ta phải luôn mạnh dạn và biết rằng khi còn ở trong thân thể này, chúng ta cách xa Chúa vì chúng ta bước đi bằng đức tin chứ không phải không bởi mắt thấy. Nhiều chúng ta hỏi tại sao con đức tin con bị yếu, đức tin con bị lung lay, thì mình phải đặt câu hỏi chúng ta gần Chúa bao lâu, bao nhiêu. Cái câu hỏi đừng hỏi con tại sao con đức tin yếu, đừng cầu nguyện xin Chúa cho con đức tin mạnh hơn, phải cầu nguyện hỏi con có dành bao nhiêu thời gian của con cho Chúa. Bởi vì chúng ta không dành thời gian cho Chúa, với Chúa và cùng với Chúa thì làm sao chúng ta có được sự vững tin. Mình ở gần người đó mình mới tin được điều đó, còn những gì mình mới nhìn thấy làm sao mình tin được. Ai mà làm ăn với nhau, mình biết người đó trong vòng mấy tiếng đồng hồ, quý vị dám đưa tiền cho họ đầu tư không? Mấy năm chưa chắc dám đưa đầu tư nữa. Mình phải chờ họ thành công mình mới dám mình đưa tiền đầu tư. Còn họ chỉ nói thôi thì làm sao nó dám được. Thì cuộc đời chúng ta đức tin, chúng ta phải cậy vào Chúa. Chúng ta thấy quyền năng phép lạ của Ngài xảy ra thì chúng ta mới biết được cái đức tin của mình đứng vững ở trên Ngài. Còn mấy chuyện kia chúng ta sẽ nhìn thấy. Tất cả những ảo tưởng trên cuộc đời này, người ta có thể dụ dỗ chúng ta đi thờ ông này bà kia bà nọ, thì chúng ta sẽ nhìn biết được rằng những điều đó sẽ bị biến mất đi. Nó sẽ biến mất đi. Cục đá này nó sẽ biến mất đi. Chúa nói nếu mà điều này còn xảy ra, nếu mà chúng ta còn xảy ra điều đó, chúng ta nhìn vào điều đó thì chúng ta sẽ không thấy Ngài hoàn toàn. Tại sao người ta thấy được Chúa? Bởi vì người ta không còn nhìn vào những gì của gì tai nghe mắt thấy con người dụ dỗ. Nhưng mà chúng ta chỉ cậy vào một mình Chúa, mà chúng ta trọng tâm là một mình Ngài mà chúng ta bước đi. Cảm ơn Chúa. Sáng hôm nay chúng ta thấy được những điều này mà chúng ta làm cái điều tốt nhất là gì? Look forward. Vậy chúng ta luôn mạnh dạn và mong muốn rời bỏ thân thể này để được ở với Chúa thì hơn. I look forward. Cái câu mà nhiều nhất mà chúng ta là sự mong đợi, là mong mỏi. Khi mà chúng ta mong mỏi về với Chúa, bởi vì sao? Bởi vì chúng ta nhớ nhà. Có ai nhớ nhà không? Cái nhà của chúng ta thật sự không phải ở đây. Chúng ta đi đâu, đi nơi này, nơi kia, đi nơi nào cũng gì? Your home, sweet home. Nơi nào vậy? Cái căn nhà chúng ta, Chúa tạo chúng ta từ một căn nhà đời đời. Rồi Chúa cho chúng ta đi du lịch, travel 20 năm, 60 năm, 80 năm. Có nhiều người du lịch tới 100 năm. Travel, rồi mất visa, không còn về được luôn. Chúng ta đi trên thế gian này là một cái chuyến du lịch của cuộc đời mình. Chúng ta quên, chúng ta không muốn trở về bởi vì chúng ta đã mất visa rồi, mất passport rồi. Hãy nhớ rằng khi mà chúng ta mong mỏi, bởi vì chúng ta biết chắc rằng nhà của chúng ta là nơi đó có sự sống, nơi đó có sự ấm áp trong cuộc đời, nơi đó có gia đình của chúng ta. Cảm ơn Chúa. Nhiều người muốn dời qua tiểu bang khác nhưng mà không có gia đình, rốt cuộc sao cũng lon ton chạy về. Tôi biết nhiều người ráng mua qua bên tiểu bang khác làm ăn thời gian ấy, sao không có gia đình, rồi lần lòi cái ok thôi giờ chạy về. Bên đó không ai hết trơn, buồn quá, không lẽ cứ ăn nhậu tối ngày bên đó, cứ mình cứ ăn nhậu mình. So phải come home. Điều thứ 10, cho nên dù ở trong thân thể này, dù ra khỏi,
chúng ta cũng làm hết sức để được đẹp lòng Chúa. Mục đích là chúng ta đẹp lòng Chúa mới được về nhà. Chúng ta khi mà tôi nhớ một số chúng ta đã vượt biên qua Mỹ rồi, thời gian sống thời gian ở Mỹ rồi, chúng ta muốn về thì chúng ta làm gì? Chúng ta muốn khoe những gì mình có, chứ không phải nổ những gì mình không có. Về con làm chủ này mẹ này chứ, trong khi đó làm cu li chết luôn. Chúng ta khoe Chúa bởi vì con làm đẹp lòng Chúa. Chúng ta mong mỏi về nhà bởi vì chúng ta mong mỏi điều gì? Chúng ta đã làm đẹp lòng Chúa cho nên chúng ta mong mỏi về. Ai đây sẽ chết là chúng ta không có làm đẹp lòng Chúa, cho nên đâu có dám về đâu. Đứa con mà nó quang đàn có dám về đâu. Không. Đợi chừng nào? Nó đợi từ từ con thành đạt, phải không? Con cái của chúng ta cũng vậy. Nó mong mỏi, nó muốn làm đẹp lòng chúng ta. Thì chúng ta lúc nào vậy? Chúng ta cũng lúc nào cũng welcome nó, không? It's always. Dẫu sao nữa vẫn welcome nó, không? Nhưng mà cái cảm giác mà nó muốn về nhiều hơn á, là khi nó làm đẹp lòng cha của nó. Chúng ta sống đẹp lòng Chúa thì chúng ta sẽ mong mỏi về vì Ngài. Tìm kiếm Chúa để chúng ta thấy được vì sao. Điểm trên hết là tóm gọn hết tất cả 10 điểm, chúng ta sẽ thấy nhớ điều này. Vì tất cả chúng ta đều phải trình diện trước tòa án Đấng Christ để mọi người nhận lãnh tùy theo điều thiện hoặc ác mình đã làm lúc còn ở trong thân xác. Điều thiện và điều ác. Cuộc đời chúng ta tất cả 10 điểm trên. Bởi vì sao? Bởi chúng ta nhớ một điều như thế này. Một điều duy nhất là chúng ta sẽ trình diện hết tất cả những điều chúng ta làm. Có những người chúng ta đã là con cái Chúa rồi mà chúng ta vẫn làm những điều ô uế, làm những điều không theo ý Chúa. Ở Việt Nam á, họ có nhiều cách để làm việc xảo trá, nhưng mà ở bên Mỹ nó nhiều cách tinh vi hơn. Thì con cái Chúa bởi vì áp lực tài chánh cho nên cũng nhào vô làm điều gì nó không ngay thẳng trước mặt Chúa. Tôi đã trải qua nhiều điều trên cuộc sống, tôi biết những điều đó là không đẹp ý Chúa. Tôi đã từng trải qua rồi đó. Tôi không nói đây là lý thuyết đâu. Tôi nói thật quý vị, làm ăn điều gì mình phải nhớ một điều như này: nó mất nhanh hơn là chúng ta làm ra. Những gì chúng ta nghĩ là nó vô nhiều á, đừng trông đợi nó. Chúng ta làm ngay thẳng thì nó không bao giờ mất. Tôi đã từng mất rất nhiều quý vị, nhưng mà từ khi mà chúng ta làm ngay thẳng trước mặt Chúa, nó không còn mất nữa. Không còn mất nữa. Nhớ điều này. Bởi vì sao? Không phải đời này thôi. Chúng ta đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời á, Chúa sẽ hỏi: hồi xưa con làm điều gì? Con gian lận điều gì? Con nói điều gì? Con sống như thế nào? Con làm như thế nào? Chúng ta sẽ thấy hết tất cả điều đó. Thì nếu mà những cái điểm gì mà warning trên đời sống, cái cuộc đời tôi thấy những cái gì mà Chúa đang warning mình thấy điều đó đó, thì chúng ta sẽ mình biết được trên trời trước tòa án của Đức Chúa Trời Ngài sẽ hỏi chúng ta điều đó. Tôi đã từng kể quý vị tại sao tôi bán tất cả mấy nhà hàng. Tôi mở rất nhiều nhà hàng. Bởi vì sao? Bởi vì nhà hàng tôi trốn thế tôi mới sống được. Tôi nói thật điều này. Vợ chồng tôi quyết định không làm nhà hàng bởi vì tôi không muốn trốn thế. Đó là điều gì? Chứ không phải là chúng tôi làm không được. Tôi có thể làm ăn bất cứ điều gì. Tôi làm trên 10 công ty rồi. Tôi có trên 10 công ty rồi. Những công ty nào không ngay thẳng trước mặt Chúa tôi bán đó. Và quý vị thấy tới giờ này tôi đâu ở ngoài sân nữa. Tôi không ở ngoài sân ngày nào hết. Chưa thiếu một đồng nào. Mortgage tôi còn trả trước nữa. Tôi không phải nói khoe khoang, nhưng mà tôi đã làm điều này để cho chứng minh rằng chúng ta phải biết rằng trước nhà Chúa đó chúng ta phải ngay thẳng thì mới chúng ta mới trông đợi về nhà Ngài. Amen. Còn nếu mà chúng ta còn lảng qua lảng lại lảng tới lảng lui á thì chúng ta phải ngừng đi. Cảm ơn Chúa. Nghề real estate tôi cũng từng qua, nghề mortgage chúng tôi cũng đóng cửa. Thật sự làm rất là ăn, nhưng mà có những cái mà chúng ta lẹo qua lảng lại liền nè. Rồi xong sao? Mất hết. Hãy để những gì còn lại đời đời kết luận sáng nay. Có tất cả 10 điểm chúng ta phải nhớ. Thứ nhất,
Tôi ôn lại real quick để chúng ta có thể nhớ. Thứ nhất, chúng ta nhìn vào gì? Đừng nhìn vào hoàn cảnh, nhưng mà chúng ta nhìn vào sự cảm tạ Chúa. Tập trung về ai? Tập trung về cõi đời đời. Điểm thứ ba, chúng ta phải hiểu rằng những gì xảy ra là tạm. Điều thứ năm, chúng ta phải lưu tâm về những cái áo mới thay vì những áo tạm bợ mà thôi. Thứ sáu, hãy nhận biết sự đau buồn của đời này nó sẽ qua đi. Điểm thứ bảy, nương tựa vào Đức Thánh Linh mà thôi. Điểm thứ tám, chúng ta phải nhìn vào đức tin của mình thay vì tai nghe mắt thấy. Thứ chín, chúng ta phải trông mong trở về nhà đời đời của mình. Và thứ mười, chúng ta phải làm mọi sự đẹp lòng Đức Chúa Trời. Bởi vì tất cả điều đó rồi đứng trước tòa án của Đức Chúa Trời. Hãy nhớ rằng chúng ta là một người yếu đuối thì Chúa sẽ làm như thế nào? Cho đến khi các ngươi già cả, đầu râu tóc bạc, ta chính là đấng luôn gánh vác các ngươi. Ta đã tạo nên thì sẽ còn bồng ẩm các ngươi. Ta sẽ gánh vác và giải cứu các ngươi. Tôi biết cuộc đời chúng ta có những yếu đuối. Chúa đang bồng ẩm cái gì đó? Chúa đang bồng ẩm và gánh vác cuộc đời chúng ta đó. Có những lúc khó khăn trong cuộc sống trải qua trên cuộc đời mình, chúng ta đang nỗ lực làm điều gì đó nhưng mà nó chưa được ngay thẳng trước mặt Chúa, thì thật sự chúng ta phải biết rằng Chúa đang gánh vác và bồng ẩm chúng ta. Ngày sáng hôm nay chúng ta phải hòa đồng với một bài hát, xin mời chị Bích Huyền. Chúng ta phải hòa đồng một bài hát để thấy được Ngài đang gánh vác đời sống chúng ta, Ngài bồng ẩm chúng ta và Ngài giải cứu những cái khó khăn chúng ta muốn thoát ra khỏi. Cuộc đời chúng ta có nhiều điều cần thoát ra lắm, nhưng mà phải biết rằng Chúa là đấng nhân từ. Ngài bồng ẩm chúng ta, Ngài gánh vác chúng ta. Kính mời.